kim bắp này á cuộn xong đem chiên á cả nhà. Đây thì mời cả nhà nha. Mười giờ đêm mọi người còn ca hát ngon nha cả nhà. Đây thì mời cả nhà tiếp cục thứ hai với Huyền nha. Nóng. Nhưng đậu mỡ, nhưng mà cái bánh tét này nè, cái nhân á cả nhà, hơi bị ngọt. Nhưng mỡ nhưng mà có để đường á, cho nên nó hơi ngọt. Như Huyền xin chào cả nhà đã trở lại với kênh Trần Ngọc với Huyền nha cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay Huyền sẽ mời cả nhà ăn kim bắp với Huyền nha cả nhà. Đây kim bắp với mình sẽ chấm cái chén sốt cay này nha. Đó. Thì còn đây Huyền sẽ tráng miệng là coca. Còn Huyền có kèm theo một đoàn bánh truyền thống nè cả nhà. Bánh tét nha. À, bánh tét truyền thống. Huyền có kèm theo ha. Thì hôm nay Huyền sẽ mời cả nhà ăn kim bắp theo yêu cầu của khán giả với Huyền nha. Thì khán giả yêu cầu Huyền ăn kim bắp đi cô. Bây giờ Huyền mời cả nhà ăn kim bắp với Huyền nha. Kim bắp này á cuộn xong đem chiên á cả nhà. Đây Huyền mời cả nhà nha. Ngon quá cả nhà. Bữa nay Huyền quay ban đêm nha cả nhà. Đêm mà giờ này Huyền quay giờ này là gần 10 giờ đêm. Mọi người còn ca hát ngon nha cả nhà. Đây Huyền mời cả nhà tiếp cục thứ hai với Huyền nha. Nóng. Mọi người ca hát không biết có nhà có nghe không ha. Cái này kim bắp cuộn đem đi chiên rồi cả nhà. Hãy mở nhỏ nước Huyền nha. Wow. Ngon quá cả nhà. Cục thứ ba Huyền mời cả nhà nha. Ngon. Kèm thêm miếng rau nữa cả nhà. Cái này là kim bắp trộn đi chiên này cả nhà, chiên giòn ăn cũng được, cũng ngon lắm nha. Cái này Huyền mua cả nhà. Cái sốt này, sốt tương ớt này cay nha cả nhà. Cả nhà thấy đoạn bánh tét không? Đoạn bánh tét truyền thống. Thì mời cả nhà ăn bánh tét cho Huyền nha. Wow. Đây, thì mời cả nhà ăn bánh tét cho Huyền nè. Nhân đậu rất là ngon. Ừ.
cái bánh tét này nè cả nhà, mình đi chiên á, chiên giòn á cũng ngon. Cả nhà cái đòn bánh tét này nhân đậu mỡ nè cả nhà, mỡ nè rất là ngon luôn, cả nhà thấy không? Chá đèn. Nhưng đậu mỡ, nhưng mà cái bánh tét này nè, cái nhân á cả nhà, hơi bị ngọt. Nhưng mỡ nhưng mà có để đường á, cho nên nó hơi ngọt. Ngon quá. Chai này mà còn cao kê 10 đi mà cả nhà. Nó béo. Ngán quá cả nhà. Nó béo thiệt nhưng rất ngán nè. Mình chùi tay luôn. Bữa nay ăn cái này uống xá xị đúng, uống coca đúng không cả nhà? Hẹn mời cả nhà tiếp vô viện nha. Ngoài quá đã. Tiếp cục kim bắp nữa cả nhà. Wow. Rất là nhọn luôn. Giờ này mà ca hát 10 giờ đêm quay video mà còn dính ca hát cả nhà. Ố tai rồi chứ. Hát càng ngày càng lớn lên luôn. Ngon. Cao kê lớn quá cả nhà. Thua luôn. Hồi nào giờ Huyền quay video hết cả nhà. Huyền quay ban ngày không à? Quay ban ngày không dính karaoke mà lại quay ban đêm dính karaoke bó tay, mà giờ này 10 giờ đêm mà dính karaoke bó tay thật chứ. Thua luôn. Uống miếng xác xì á. Cả nhà tiếp với Huyền nha cả nhà. Nó giòn mà nó ngon cả nhà. Bây giờ mình tranh thủ, mình tranh thủ ăn để lại ăn suốt cả nhà, càng càng ngày càng lớn cả nhà. Cả nhà nghe rõ không? Bỏ hát. Bữa nay khán giả yêu cầu Huyền á, cô ăn kim bắp đi cô. Huyền mới đang kim bắp rồi nha cả nhà. Xem video chia sẻ ủng hộ cho Huyền nha. Bánh tét cả nhà rất là ngán luôn, nhất nó dẻo, còn ăn là hết đòn. Thì bây giờ Nhu Huyền xin kết thúc video nha cả nhà. Còn khúc bánh tét này Huyền ngán qua cả nhà, Huyền để lại nha, lát xuống mình ăn tiếp. Thì mọi người karaoke cũng lớn quá trời lớn nè. Thôi Huyền xin kết thúc video để dính bản quyền nha cả nhà.
Nhu Huyền xin kết thúc video nha cả nhà. Cả nhà có yêu thích kênh của Trần Ngọc, Nhu Huyền cả nhà đăng ký like, share ủng hộ cho Huyền nha. Nhu Huyền xin bye bye.